Chào bọn con. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta làm một cái bài tập liên quan tới hai bài toán cơ bản của phân số. Tuy nói là hai bài toán cơ bản nhưng mà thực chất cái đề bài này này nó chỉ liên quan tới bài toán số 1 thôi. Bài toán số 1 là gì? Bài toán số 1 của phân số đó là gì? Đi tìm m phần n của a. Tức là đi tìm phân số của một số. Mọi con nhớ kỹ nhé. Về mặt lý thuyết thì cái bài toán số 1 của phân số là gì? Tìm phân số của một số, tức là tìm m phần n của a. Thì thầy dạy rồi, cái chữ của này bọn con thay cho thầy bằng dấu nhân, tức là cái này nó sẽ là gì? M phần n của a là gì? Là m phần n nhân a. Thay chữ của bằng dấu nhân rồi bọn con tính bình thường thôi nhá. Tính bình thường nó ra bao nhiêu thì ra. Nhớ là vấn đề là gì? M phần n của a là m phần n nhân a. Thầy phải nhắc đi nhắc lại bởi vì đó là lý thuyết. Làm bài tập thì phải thuộc lý thuyết, phải thuộc công thức và phải thuộc dạng bài thì mới làm được. Chứ bọn con không thuộc lý thuyết, không thuộc công thức, không biết là cái bài này đọc lên thì phải làm gì, thế thì đọc lên thì tịt thôi chứ còn gì nữa. Nên bọn con mới thấy nó khó. Ok chưa? Thầy không ngại chữa cho bọn con, nhưng mà chữa rồi, nhắc rồi, đưa ra phương án học rồi thì bọn con phải ráng vào học, rồi phải gắng học lý thuyết đi. Đây, lý thuyết đây. Tìm m phần n của a thì ta lấy m phần n nhân a. Xong nhá, chốt chắc rồi đấy. Bây giờ bắt đầu đề bài này. Có 45 quả bóng gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Đây là gì? Đây là tổng số. Có 45 quả. Số bóng xanh thì bằng 1/3 tổng số bóng. Đây, vấn đề chưa? Đọc đề bài lên phát biết ngay là bài toán số 1. Số bóng xanh bằng 1/3 tổng số bóng. Vậy mình làm thôi. Lời giải. Ý thứ nhất, số bóng xanh là 2.1/3 nhân với tổng số bóng bằng 1/3. Thôi 1/3 nhân 45 thì nhân luôn đi còn gì nữa. Thì bằng 1 nhân 45 tất cả phần 3. Và kết quả là 45/3, kết quả bằng 15 bóng. Đấy, số bóng xanh đấy, 15 bóng. Rồi, người ta cho tiếp cái gì? Người ta hỏi tiếp cái gì? Số bóng đỏ thì lại bằng 6/5 số bóng xanh. Bây giờ là 6/5 số bóng xanh, chứ không phải 6/5 của tổng số đâu nhá. Như vậy là tìm 6/5 của số bóng xanh thì lại là phép gì? Phép nhân. 6/5 của số bóng xanh. Vậy 6/5 nhân với 15. Thế thôi nhá. Số bóng đỏ, số bóng đỏ là 2.6/5 nhân với 15. Vậy thì mình lấy 6 x 15 rồi chia cho 5. Thì tùy bọn con tính cái này thế nào cũng được. Rút gọn 15 với 5 cũng được, hoặc là nhân vào rồi chia 5 cũng được. Tùy bọn con tính thế nào thì tính, miễn sao nó ra được là, thôi thì tính thế này cho dễ, 90 chia 5 đi bằng 18 bằng nha. Vì cái con số này nó nhỏ thôi mà, bọn con tính thế nào cũng được. Số to cơ thì mình mới phải suy nghĩ cái cách tính cho nó hợp lý và nó đỡ vất vả. Còn cái số nhỏ thì nhân trước rồi hay là chia trước thì tùy, miễn sao bọn con cứ ra được 18 bóng là được. Đấy là số bóng đỏ, 15 là số bóng xanh, mà tổng số là 45. Vậy thì muốn tìm số bóng vàng ta làm phép tính gì? Phép tính trừ thôi. Lấy tổng số trừ đi số xanh, trừ đi số đỏ là ra số bóng vàng. Đúng không? Tầm thứ 3, số bóng vàng là 2.45 trừ đi 15 trừ đi 18 bằng 45 trừ 15 ra 30, 30 trừ 18 ra 12, 12 bóng. Xong bọn con chỉ cần đáp số. Đấy, thế là xong. Mà người ta có hỏi gì thì mình trả lời đấy thôi. Người ta hỏi là số bóng nào nhiều nhất, trả lời số bóng đỏ là nhiều nhất. Số bóng nào ít nhất, số bóng vàng là ít nhất. Đúng chưa? Đấy, thế thôi nhá. Trước khi mà làm bài tập và muốn làm được bài tập thì bọn con phải nắm chắc lý thuyết cho thầy. Quên lý thuyết phần nào thì nói với thầy, thì tìm lý thuyết thì vứt vào cho mà học.